Thưa quý vị, Câu lạc bộ Nông dân Tỷ Phú tỉnh Bến Tre được thành lập năm 2018. Qua thời gian hoạt động, câu lạc bộ đã góp phần chăm lo kinh tế, giải quyết khó khăn trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân, đáp ứng nhu cầu thực tế và khát vọng vươn lên làm giàu của nông dân theo tinh thần đồng khởi khởi nghiệp, góp phần hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả ở các địa phương. Qua 5 năm hình thành và phát triển, ban chủ nhiệm câu lạc bộ và các thành viên đã tập trung tổ chức các hoạt động theo đúng kế hoạch, quy chế đề ra, duy trì thường xuyên việc tổ chức sinh hoạt định kỳ có sự tham gia của các cấp các ngành xoay quanh các chủ đề có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua đó đã cung cấp những giải pháp khoa học kỹ thuật, phương án quy động vốn, đề xuất hỗ trợ cải thiện các điều kiện về cơ sở hạ tầng cho các mô hình kinh tế, giới thiệu các mô hình mới cách làm hay sáng tạo để các thành viên câu lạc bộ học tập ứng dụng cho sản xuất, như mô hình cây ăn trái sầu riêng, bưởi tại huyện Châu Thành, Dòng Trơm, mô hình trồng dừa hữu cơ, dừa uống nước tại huyện Mỏ Cày Nam. Các thành viên câu lạc bộ đều tham gia và vận động nhiều hội viên nông dân vào các loại hình kinh tế tập thể, góp phần thành lập mới, nâng chất các mô hình kinh tế địa phương. Đồng thời, câu lạc bộ còn làm tốt công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội, hỗ trợ quà, xây nhà tình thương cho người dân nghèo số tiền hàng trăm triệu đồng để những hộ khó khăn có điều kiện sinh kế phát triển kinh tế gia đình. Câu lạc bộ Tỷ Phú Nông dân tỉnh Bến Tre sở dĩ mà phát triển được tới ngày hôm nay là nhờ tất cả các thành viên câu lạc bộ đều đồng tâm cùng nhau với tập thể xây dựng nó lên hình thành tới nay cũng như đã mấy năm rồi. Với cái là quan trọng là chúng tôi làm là không phải để cho vui, nhưng mà chúng tôi làm có những cái là rất hữu ích cho xã hội. Mỗi đợt sinh hoạt chúng tôi đều có mấy chục phần quà để cho hỗ trợ cho dân nghèo tại địa phương đang sinh hoạt đó. Thứ hai nữa là chúng tôi có trích cái phần tiền ra để đi thăm bệnh hoặc là đi đám trong gia đình của một thành viên câu lạc bộ. Thì từ chỗ đó câu lạc bộ mới là gắn liền với nhau và đồng thời gia nhập nó càng ngày càng đông. Để góp phần giúp câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả, tại các cuộc sinh hoạt định kỳ, mỗi thành viên câu lạc bộ tích cực đóng góp, chia sẻ cách làm hay mới, các phương pháp kinh nghiệm trong sản xuất để đem lại hiệu quả cao và cho năng suất tốt. Từ đó cùng nhau đưa ra các giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế cho mỗi hội viên, thành viên câu lạc bộ cùng nhau vươn lên phát triển. Về cái phần hỗ trợ để cho câu lạc bộ, chúng tôi đã tăng cái phần góp mỗi kỳ sinh hoạt tăng lên. Thì cộng với các thành viên mà khá giả thì góp cũng nhiều. Còn đồng thời thì chúng tôi mỗi địa phương, mỗi thành viên phát hiện những cái gương mà làm ăn hiệu quả để kết nạp vào. Không phải là nói hiệu quả không đâu, nhưng mà những cái thành viên đó là người ta làm ăn hiệu quả mà đồng thời người ta có tinh thần là giúp đỡ bà con này kia, xã hội rất nhiều. Cho nên mình phải chọn là chọn nó mấy cái tiêu chí vậy, chứ không phải nói là nói tỷ phú anh thu nhập lớn mà anh không có tinh thần đó cũng không được đem vô nữa. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh cùng các ngành chức năng liên quan và địa phương tiếp tục phát huy vai trò định hướng cho câu lạc bộ hoạt động ngày càng hiệu quả. Chú trọng công tác tuyên truyền, mỗi hội nông dân thấy rõ vai trò, thay đổi tư duy, sự sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững. Thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh sẽ hỗ trợ và định hướng cho câu lạc bộ Nông dân Tỷ Phú của tỉnh sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động cũng như là phát triển thêm nhiều thành viên mới trong câu lạc bộ. Chúng tôi sẽ chủ động và phối hợp với các ngành chức năng để hỗ trợ giúp sức cùng câu lạc bộ và các thành viên trong câu lạc bộ sẽ xây dựng các cái thương hiệu, rồi nhãn hiệu cũng như là mã số vùng trồng và chỉ dẫn địa lý để giúp cho cái điều kiện tổ chức sản xuất kinh tế nông nghiệp của các thành viên trong câu lạc bộ ngày càng hiệu quả hơn. Chúng tôi cũng sẽ triển khai và hỗ trợ các thành viên trong câu lạc bộ sẽ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như là phương pháp canh tác mới, rồi ứng dụng các cái kỹ thuật số để giúp cho sản lượng, năng suất và
chất lượng sản phẩm cũng như là tăng giá trị sản phẩm của nông nghiệp của tỉnh Bến Tre nó tốt hơn. Đặc biệt, ban chủ nhiệm câu lạc bộ tiếp tục duy trì và hoạt động tốt, tuyên truyền vận động hội viên nông dân đủ điều kiện tham gia câu lạc bộ, giúp câu lạc bộ hoạt động hiệu quả. Đồng thời, thành viên câu lạc bộ tích cực làm nòng cốt, vận động nông dân tham gia, liên kết sản xuất hàng nông sản sạch, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.